Mặc dù chỉ học hết lớp 5, nhưng anh Phi Anh Đệ, sinh năm 1977 ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, đã sáng chế nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp độc đáo và hiệu quả. Qua đó, giúp bà con nông dân giảm chi phí, tăng giá trị kinh tế gia đình. Sống ở một địa phương trồng mía nhiều như Sơn Nguyên, anh Đệ thấy cứ đến vụ bỏ phân, làm cỏ hay trồng mía, bà con nhân dân trong thôn phải bỏ ra rất nhiều chi phí cho công lao động. Chính vì thế, anh Đệ luôn nung nấu ý tưởng sáng chế các loại máy móc để giúp người dân trồng mía đỡ vất vả. Sau một thời gian tự mày mò, nghiên cứu qua sách báo trên mạng Internet, anh Đệ đã sáng chế thành công các loại máy cày ngầm bỏ phân mía, máy phun thuốc cọ mía, máy xới cọ mía, máy bầm rác mía và máy trồng mía trước sự thán phục của người dân trong thôn. Những sản phẩm này có điểm chung là giảm được tối đa công lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất. Cụ thể, với chiếc máy cày ngầm bỏ phân có thể giúp người nông dân vừa bỏ phân vừa làm cỏ mía một ngày trên 2 hectare đất. Trong khi đó, với cùng diện tích trên, nếu làm theo kiểu phổ thông thì có thể mất vài ngày và hàng chục công lao động. Với máy xới cỏ mía, có thể giúp người trồng mía giảm công lao động trong việc làm cỏ, vừa làm cho đất tơi xốp. Còn đối với máy phun thuốc cỏ mía, 1 hectare chỉ mất gần 1 tiếng đồng hồ là có thể phun xong. Do tôi đam mê sáng chế, trong cái quá trình thấy cái dân địa phương tôi trồng cây mía nên còn quá phụ thuộc vào cái sức lao động của con người, chưa mang lại hiệu quả cao. Nên tôi sáng chế ra một số máy móc này để phục vụ cho bà con, để giảm bớt sức lao động con người, cũng là tăng thêm cái thu nhập. Sau bao nhiêu năm tích góp, anh Đệ đã xây dựng một cơ sở sản xuất lấy tên Thành Đạt, chuyên mua bán phụ tùng, máy móc, vật tư nông nghiệp, sửa chữa và sản xuất máy móc. Cơ sở do anh làm chủ luôn có từ 4 đến 5 công nhân làm việc với mức lương trung bình 5 triệu đồng trên mỗi người mỗi tháng. Ngoài ra, hàng năm có từ 1 đến 2 thanh niên theo học nghề. Sau khi trừ các chi phí, thu nhập của gia đình anh bình quân hàng năm từ 200 đến 250 triệu đồng. Hiện tại, anh Đệ đã xây được ngôi nhà ngói khang trang với đầy đủ các vật dụng thiết yếu của một tổ ấm. Có anh Phi đỡ là tới mới học lớp 5, nhưng mà anh có nhiều cái sáng kiến trong cái cải cách nông nghiệp. Thì cũng những cái sáng kiến của anh đã được người dân trong xã và huyện cũng đón nhận và áp dụng là hiệu quả vào trồng cây mía, giảm công sức và chi phí cho bà con nông dân. Dù đã có nhiều sáng chế cải tiến giúp nông dân trồng mía, nhưng anh Đệ vẫn chưa bằng lòng với những gì đã đạt được. Anh Đệ cho biết vốn bản tính mày mò nên anh sẽ tiếp tục sáng chế. Hiện anh đang ấp ủ một ý tưởng và đang nghiên cứu để sáng chế ra chiếc máy thu hoạch mía giúp cho người dân đỡ vất vả. Đối với anh Đệ là một hội viên nông dân, xuất thân từ nhà nông, trình độ văn hóa là cũng tương đối thôi, nhưng mà trong cái quá trình mà làm cái công việc mà sáng chế sáng tạo máy móc á, học hỏi cái khoa học kỹ thuật á, sáng chế ra nhiều cái loại máy móc mà để phục vụ cho cái nhân dân, mà nói trước tiên là nhân dân ở xã Sơn Nguyên này, phục vụ trong quá trình mà sản xuất á, là mà nó thay thế con người đó, là các cái máy mà anh Đệ chế biến ra là nó rất là có hiệu quả. Tấm gương đam mê sáng chế, làm giàu trên mảnh đất quê hương của anh Đệ thật đáng trân trọng. Quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội ở huyện Sơn Hòa rất cần những con người như anh Đệ.